Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần nắp lưng của điện thoại LG G6 đang có mặt tại Di động Có Cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần nắp lưng của điện thoại LG G6 vỡ hỏng, lỗi cần một địa chỉ thay mới nắp lưng cho LG G6, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 Di động Có Cấp.vn. Hiện có mọi loại linh kiện trên LG G6 nói chung và phần nắp lưng của LG G6 nói riêng thay mới. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Có Cấp.vn, tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn.